Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu một công cụ tương đối mới ở trong Corel. Đó gọi là công cụ Smart Fill Tool. Smart Fill thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết những cái bài vừa rồi, nó trở nên nhanh hơn rất là nhiều. Vừa nãy là chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta cứ phải cắt, phải hàn, phải xử lý những cái đoạn giao tiếp với nhau rất là nhiều thì chúng ta mới vẽ ra được cái đối tượng chúng ta cần. Tuy nhiên với công cụ Smart Fill Tool thì mọi việc trở nên đơn giản hơn một bước. Đó là chúng ta có thể tạo ra những cái đối tượng từ những cái hình vẽ gốc ban đầu, miễn là nó giao nhau thì là chúng ta có thể tạo ra được một đối tượng mới ở cái phần giao nhau đó. Quay trở lại với một bài vừa nãy nhé. Ví dụ như là chúng ta làm cái bài vòng tròn Olympic chẳng hạn. Đây chúng ta cùng nhau xem thử giải quyết cái bài đó như thế nào. Một vòng tròn này, đó. Hai vòng này, hai thằng này combine với nhau để tạo thành một vòng thứ nhất. Sau đó thì tôi sẽ kéo nó sang và tôi trong lúc kéo giữ shift chuột phải để tạo ra cái vòng thứ hai. Bây giờ bài toán của chúng ta đặt ra là chúng ta xử lý làm sao để cho hai cái vòng này lồng vào với nhau. Thế thì bây giờ thay vì việc là cứ phải cắt hàn mọi thứ nó rất là phức tạp thì bây giờ tôi sẽ sử dụng công cụ Smart Fill Tool để giải quyết cái vụ này. Chọn công cụ Smart Fill Tool bằng cách là bấm vào cái mũi tên sổ ra ở đáy của cái hộp công cụ này. Công cụ này đã đang bị ẩn. Sau đó thì các bạn tìm tới công cụ Smart Fill Tool. Các bạn nhìn thấy biểu tượng của nó là một cái thùng đổ màu nhưng đang đổ vào hai cái phần hình chữ nhật giao vào nhau. Sau khi chọn Smart Fill Tool thì các bạn sẽ thấy có sự thay đổi ở trên thanh property. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn. Các bạn muốn tô màu gì thì các bạn bấm vào trong cái ô màu này và các bạn chọn cái danh sách do nó sổ ra. Hoặc có một cách nữa là nếu các bạn muốn nhại một màu nào đó thì các bạn chọn cái công cụ lấy mẫu màu. Sau đó thì các bạn đo màu vào cái chỗ mà có màu mẫu thì nó sẽ lấy màu cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta làm bài đơn giản thôi. Chúng ta lấy màu đỏ với màu xanh cho hai cái vòng. Bây giờ tôi chọn, đấy là màu tô. Thứ hai là cái phần outline, có tạo ra outline hay không thì tốt nhất là chúng ta để luôn là no outline đi. Bây giờ tôi tô màu đỏ này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái công cụ này nó giúp chúng ta giải quyết vấn đề gì. Nó sẽ tô vào bất cứ cái chỗ nào mà nó thấy rằng là một không gian khép kín. Đấy, không gian khép kín có thể tạo ra bởi một đối tượng hoặc hai đối tượng hoặc nhiều đối tượng, miễn là cái vùng nào tạo ra một cái khu vực khép kín nó tô vào được thì nó sẽ tô. Và ở đây thì tôi sẽ xử lý, đấy, tôi tô đến đây thôi đó. Còn cái phần này thì tôi lại chuyển sang màu xanh, tôi tô vào cái phần còn lại. Đến đây tôi chỉ việc là chọn hết cái này và hủy bỏ cái được việc của cái mẫu đi. Chúng ta đã có được một cái sự giao nhau rất nhanh của công cụ này mà không mất nhiều thời gian như thế. Thao tác này thì nếu mà so sánh với lại cái cách mà chúng ta làm ở đấy, rõ ràng nó tăng tốc độ lên gấp đôi. Vì chúng ta không phải xử lý nhiều vấn đề nữa mà chúng ta chỉ tạo ra những vùng giao nhau và chúng ta tô màu vào những cái vùng đó theo cái màu mà chúng ta cần thôi. Với cách này thì cái vòng tròn Olympic dễ như ăn kẹo luôn. Các bạn vẽ đủ 5 vòng, tô vào đủ chỗ các bạn cần là xong. Thế còn tại sao nhanh? Thì các bạn thấy rồi, chúng ta không phải xử lý những bước trung gian nữa mà chúng ta chỉ tập trung vào tạo ra những cái vùng mà khép kín thôi. Mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Bây giờ các bạn cứ thử hình dung giúp tôi như thế này thì chúng ta sẽ thấy là tại sao mà xây lại nhanh, làm lại nhanh. Ví dụ như là tôi có một lô đất. Lô đất được bán để làm nhà. Cái ông đầu tiên mà xây nhà ấy thì ông phải xây đủ 4 cái bức tường bao xung quanh để ông ta khoanh cái mảnh đất của ông ta lại. Thì ông ta sẽ phải xây 4 mặt tường. Nếu như là cái ông hàng xóm thứ hai ở ngay bên cạnh mà ông ta xây thì lúc này ông ta sẽ xây nhanh hơn vì là thằng hàng xóm đầu tiên nó xây trước rồi. Thì ông ta sẽ chỉ phải xây 3 mặt tường thôi thì ông ta đã bao kín được cái
cái khu đất của ông ta mua. Nhưng nếu mà hai ông xây đầu tiên thì lại xây cách nhau ra, cái thằng mà xây sau mà lại chen vào giữa thì còn phải xây ít hơn nữa, tức là nó sẽ chỉ phải xây mặt trước mặt sau thôi, còn bên phải bên trái là do hai nhà trước mà xây ra rồi đấy. Thì bây giờ với cái cách làm Smart Intun thì chúng ta chỉ việc là gì ạ, không phải vẽ hết tất cả hình đấy, chúng ta không phải vẽ hết cả hình mà chúng ta chỉ phải vẽ gì đây, thêm những cái đường nào đó để tạo ra một cái vùng khép kín, và chúng ta tô vào chúng ta đã tạo được cái đối tượng đó rồi. Vì là nó không phải tô kín hết hình cho nên là thao tác nó trở nên nhanh hơn đấy, và nó cũng không cần quan tâm là cái nọ cắt vào cái kia nữa. Trước đây là chúng ta cứ phải là vẽ thêm rồi lại cái nọ cắt cái kia, tức là hai thứ liền cơ đấy, cho nên là nó lâu. Thế còn bây giờ chúng ta bớt đi các thao tác vẽ hình, chúng ta không phải vẽ đủ nữa mà chúng ta chỉ vẽ thêm những cái nào còn thiếu để nó khép kín, và chúng ta cũng bỏ phút đi luôn cái thao tác là hình nọ cắt hình kia nữa đấy. Vì lý do như vậy cho nên là chúng ta thấy là cái thao tác vẽ với lại công cụ Smart Intun của chúng ta nó tăng tốc độ lên từ gấp rưỡi cho đến gấp hai. Thế mà với cung cách như thế thì chúng ta làm, nhất là trong các trường hợp mà nó có nhiều cái đối tượng mà nó cứ liền kề nhau ấy, càng nhiều liền kề thì các bạn sẽ thấy là tốc độ làm việc càng nhanh. Đấy, bây giờ các bạn thử nghiệm lại một chút, làm thử cái này, hay là ví dụ đây, chẳng hạn như là một bài toán rất là đơn giản này, tôi có một hình chữ nhật, tôi có một hình chữ nhật nữa, đó, bây giờ một cái là tôi tô màu đỏ, một cái tôi tô màu vàng, tôi muốn là giao nhau giữa hai cái phần này nó là màu trung gian giữa hai cái màu đỏ và vàng đó là màu cam, đó, vậy thì bây giờ tôi phải chọn cả hai thằng này, tôi sẽ phải tạo lệnh intercept, đúng không? Sau đó thì tôi sẽ đưa cái thằng này lên trên Shift Backup, rồi tôi tô cho nó là cái màu trung gian giữa hai cái này. Rõ ràng là tôi phải làm tương đối nhiều thao tác, nhưng mà đây, với thằng này thì tôi chỉ làm có thao tác là vẽ ra thôi, và cuối cùng là sử dụng Smart Intun. Đó, tôi tô màu đỏ vào một thằng, đó, tôi tô màu vàng vào một thằng, và cái đoạn giữa này thì tôi tô màu cam. Thế là xong. Thao tác nó cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Không phải thêm những cái đoạn lệnh là phát sinh ra rồi thì đưa lên hay đưa xuống đối tượng hay gì gì nữa. Tức là chúng ta làm mọi thứ nó trở nên đơn giản hơn còn rất nhiều. Đây, các bạn thử nghiệm đi một vài phút với các cái ví dụ này, sau đó tôi sẽ lấy cho các bạn một cái hình nó sẽ phức tạp hơn nữa và chúng ta sẽ thử nghiệm nhanh cả đọc. Tiếp theo thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ nữa để cho các bạn có thể thử nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái hình mẫu đi, một cái ảnh mẫu chúng ta đưa vào trong bài của chúng ta, và dựa trên hình mẫu đó với cái yêu cầu là tôi có một cái hình mẫu như thế này, bây giờ làm sao mà vẽ lại cho tôi một cái đối tượng như thế ở trong Corel giống như cái ảnh. Thế thì trong Corel thì các bạn lưu ý giúp tôi một cái vấn đề, đó là có thể làm việc với lại đối tượng ảnh, tuy nhiên là chúng ta sẽ không phải là open giống như là chúng ta làm ở trong Photoshop, mà chúng ta chỉ có một cái cách, đó là import, nhập cái tài liệu ảnh đó thôi. Thế để thực hiện thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn vào file, các bạn vào lệnh import, hoặc các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl Y ngắn, hoặc nếu mà các bạn sử dụng sự trợ giúp ở trên thanh standard thì các bạn sẽ tìm thấy cái biểu tượng import ở đây. Cách nào cũng được. Sau khi ra lệnh import thì các bạn chỉ cho chương trình biết rằng là cái tài liệu mà các bạn cần lấy nó nằm ở đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm nó, tìm cái ảnh. Đây, tôi lấy ví dụ như thế này. Tôi lấy cái ảnh này tôi đưa vào. Thế đây là một cái ảnh, một cái viên đá quý đó. Đến đây thì tôi có được hình mẫu rồi, và việc của tôi là làm sao vẽ lại nó ở trong Corel để ra được cái hình ảnh này.
Thế thì để mà thực hiện cái này, chúng ta sẽ dùng cái cách mà chúng ta vừa mới trao đổi, đó là dùng cái loại Smart Fine Tool. Nhưng bây giờ nó sẽ kết hợp một chút. Thứ nhất là tôi sẽ giới thiệu nhanh với các bạn cái công cụ mà vẽ hình ở trong Corel. Thứ hai, chúng ta sẽ nhắc lại cái thao tác gọi là dịch chuyển hình một cách chính xác bằng cái bàn phím. Nhưng trước tiên, để mà vẽ cho nó chuẩn thì chúng ta tiến hành là khóa cái hình mẫu lại đã. Thế thì để khóa một cái hình mẫu lại thì các bạn chọn đối tượng, bất kể nó là ảnh hay là nó là cái gì, miễn là xuất hiện ở trên màn hình thì các bạn chọn được nó thì các bạn sẽ khóa được nó. Cách khóa chính tắc thì chúng ta sẽ vào trong object. Trong object này thì các bạn tìm tới lệnh lock và các bạn chọn lệnh lock object để khóa đối tượng. Đấy là cách khóa chính tắc bằng lệnh. Còn thao tác thực sự thì chúng ta làm nhanh hơn, đó là các bạn chọn bằng chuột phải. Hãy nhớ rằng hầu hết mọi thứ các bạn đều có thể tìm được ra bằng chuột phải ở trong Corel. Chọn đối tượng, chuột phải vào đây và các bạn cũng sẽ tìm thấy lệnh lock object. Sau khi nhấn lệnh lock object, các bạn khóa lại rồi thì các bạn sẽ thấy có cái sự thay đổi. Một đối tượng bình thường mà được chọn thì nó sẽ có các tay nắm điều khiển hình vuông màu đen bao xung quanh. Nhưng một đối tượng mà đang được chọn mà lại khóa thì các bạn sẽ nhìn thấy hình vuông khóa bao quanh như thế này. Và bây giờ tôi có thể nhìn thấy nó nhưng mà tuyệt đối là bấm vào không thể chọn được. Thế thì đến đây chúng ta đã giải quyết xong cái vấn đề là đưa hình mẫu vào và khóa nó lại để không ảnh hưởng trong quá trình chúng ta vẽ nó bị dịch chuyển cái hình mẫu đi. Thế đến đây tôi làm tiếp thao tác nữa, đó là các bạn làm quen giúp tôi cái công cụ vẽ như thế này. Các bạn sẽ vẽ bằng công cụ pen đi. Công cụ này thì rất là dễ, nếu mà vẽ đường cong thì chúng ta sẽ mất thời giờ hơn và phải giải thích nhiều vấn đề hơn, nhưng mà đối với đường thẳng thì quá là đơn giản. Đấy, các bạn nhấp chuột, di chuột tới vị trí mới, kích chuột một lần là nó sẽ tạo ra điểm neo mới, sau đó thì cứ nhả chuột, bấm chuột, nhả chuột, bấm chuột, cứ thế là chúng ta sẽ vẽ được những hình chúng ta cần. Lúc nào muốn thoát ra thì các bạn làm một trong hai thao tác, hoặc là các bạn nhấp nút tại cái điểm mà các bạn dừng thì nó sẽ thoát ra, hoặc là nếu mà các bạn dừng ở đâu đó thì các bạn nhấn phím escape trên bàn phím đó thì nó sẽ ngắt cái thao tác vẽ ra tại đó. Thế nên đây chúng ta đã biết thêm một cái cách vẽ rất là đơn giản bằng công cụ pen và vẽ các đoạn thẳng. Tại vì các bạn nhìn ở đây chúng ta không có đoạn cong hết, đây toàn thẳng thôi. Cho nên là chúng ta sẽ vẽ nhanh bằng công cụ đó. Và bây giờ chúng ta sẽ làm hình mẫu như sau. Các bạn quan sát trông thì chúng ta thấy rằng là cái hình này có vẻ phức tạp đó, tại vì nó nhiều màu quá, nhiều mảnh quá. Nhưng mà trên thực tế thì đây lại là một cái cũng không khó như chúng ta nghĩ. Tại vì là thực ra nó rất nhiều mảnh nhưng mà nó lại nằm liên tiếp kề vào nhau. Do đó chúng ta có thể lợi dụng cái công cụ mà chúng ta vừa trao đổi, đó là cái công cụ Smart Fine Tool. Với yêu cầu là gì? Chúng ta vẽ ra các cái đường bao, các khu vực làm sao cho nó trở thành các khu vực khép kín. Vậy là chúng ta có thể tô màu vào đấy rồi. Và đây các bạn quan sát, bây giờ tôi sẽ vẽ thử một đoạn làm mẫu. Bây giờ chúng ta vẽ thử cái mặt này trước. Đó. Bình thường ra thì chúng ta cứ vẽ là từng mặt một rồi tô màu, rồi tiếp tục vẽ các hình khác, rồi thì hình nọ đè lên hình kia, cắt hình kia rồi lại tiếp tục xử lý. Nhưng bây giờ thay vì việc là phải làm tủn mủn từng tí một như thế, chúng ta không làm như vậy nữa. Chúng ta sẽ vẽ một cách nhanh hơn, đó là làm một cái khối tổng luôn. Ví dụ như này. Đây, đơn giản hơn một tí. Như này đi. Vậy là tôi được một hình, đúng không? Được một hình rồi, và tốt nhất thì chúng ta sẽ nên chuột phải vào một cái màu nào đó trông cho nó nổi lên một tí, cho nó dễ nhìn. Sau đó thì chúng ta lại vẽ tiếp những cái đường khác. Ví dụ như này. Đây đi. Đến đây là tôi vẽ được một loạt hình rồi. Đó. Sau đó thì thích nữa thì tôi sẽ tạo ra thêm một đoạn này nữa.
Như vậy là tôi có một loạt các cái hình vừa vẽ và đan xen và tạo thành một cái khu vực phức hợp. Cũng không có cái hình nào tôi phải vẽ hoàn toàn cả. Tôi chỉ vẽ một cái đường tương đối đơn giản là cái hình màu vàng này mang tính khép kín thực sự thôi. Còn lại các cái hình kia là tôi đan vào nhau để nó tạo thành các khu vực khép kín gọi là do chồng chéo nhau. Đến đây thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bằng cách là tôi sẽ dịch chuyển nó ra bằng cách là chọn như thế này. Sau đó thì tôi sẽ sử dụng bàn phím để tôi dịch nó đi. Vậy thì bây giờ tôi sẽ phải thiết lập trước là cái bàn phím này nó dịch bao nhiêu đã. Ví dụ tôi cho nó là 100mm đi. Dịch, vậy thì nó ra đây. À, vẫn hơi gần. Đó, tôi cho 200 đi. Ok, đến đây. Thì cứ vẽ xong cái đoạn nào thì tôi sẽ chọn nó và tôi dịch cho bên kia. Và tôi xử lý tiếp. Đó, thế bây giờ cái thao tác này thì nó bắt đầu trở nên đơn giản rồi. Chọn cái công cụ tô gì đây nhỉ? Tô Smart Fill. Việc của chúng ta bây giờ là sổ danh sách ra và chọn một màu. Nhưng mà thay vì chọn màu ở trong này thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là đo màu. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta lấy mẫu màu và chúng ta tô vào cái khu vực tương ứng. Sau đó thì chúng ta lại chọn tiếp. Như vậy là tôi đã vẽ được bao nhiêu mặt đây nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái mặt. Rất nhanh. Trước đây thì nếu mà không có công cụ này, rõ ràng chúng ta phải làm từng mặt. Sau đó chúng ta lại làm cái mặt hàng xóm kế cận. Xong dùng cái nọ lại che lên cái kia hoặc cắt cái kia đi. Thì thao tác nó mất cực kỳ nhiều thời giờ. Nhưng bây giờ do cái tính chất là nằm kề nhau, tôi chỉ việc phân định các ranh giới và cuối cùng tôi tô theo các ranh giới đó, miễn là nó tạo thành một vùng khép kín. Thì 7 cái mặt này tôi gần như là làm xong trong gần như là trong cùng một lần, thay vì việc là tôi phải vẽ từng đối tượng một rồi dùng đối tượng nọ xử lý cắt đè lên đối tượng kia, che đối tượng kia. Như thế thì các bạn thấy rằng là tốc độ làm việc bây giờ nó nhân lên, thực ra tôi nói là gấp 2. Đấy cũng là một cái cách nói gọi là hơi khiêm tốn. Cho nên là với cái cách như thế này thì chúng ta có thể là xử lý một cái bài này nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Đấy, thế còn những cái đường mà các bạn vừa mới vẽ thì hoàn toàn là có thể là gì đấy ạ? Chọn và xóa đi thôi. Tất cả những hình thừa xóa đi. Thế thì sẽ chỉ còn lại các cái bề mặt này thôi. Và tiếp tục như thế. Thì bây giờ các bạn vẽ tiếp ở gì nhỉ? Các bạn vẽ tiếp ở những cái bề mặt kế cận. Cứ vẽ xong một cái đoạn nào mà có cái tính chất, cứ lan từ một khu ra nhé. Cứ lan từ một khu ra. Và các bạn vẽ cái đoạn nào thì các bạn lại dịch chuyển nó bằng phím tắt sang bên kia, giao tiếp với những cái đoạn còn lại này là nó sẽ xử lý được. Đấy. Nào bây giờ chúng ta xem thử một vài cái đường nữa nhé. Đấy, ví dụ hai, bây giờ chọn này, dịch chuyển này, dịch chuyển thì đương nhiên là nó sẽ nằm đè vào đây, nó sẽ nằm cùng với cái thằng này và lại tạo thành ra các khu vực khép kín tiếp theo. Đó, ở đây chúng ta vẫn còn một hình nữa cần phải vẽ này, tiếp tục cái đoạn này. Đấy, đến cái đoạn nào mà các bạn thấy là vẽ mà chưa ổn lắm thì các bạn có thể sử dụng nhanh cái này. Tí nữa tôi sẽ nói về cái công cụ này sau. Nhưng mà các bạn có thể sử dụng công cụ này.
bấm vào cái điểm điều khiển ở đây để các bạn di dịch nó, làm sao cho nó khớp vào với lại cái hình mẫu thực sự mà các bạn cần. Đấy, đến đây, sau khi mà các bạn vẽ và điều chỉnh được những cái hình này rồi thì lại sử dụng phím tắt, phím mũi tên để dịch nó ra. Thì đến đây khi mà chúng ta có những cái phần mà giao nhau như này rồi thì chúng ta lại tiếp tục lấy màu mẫu từ bên kia lại đổ sang các khu vực mà giao nhau và tạo thành những khép kín này. Đấy, cứ tà như thế thì cứ dựa vào những thằng có trước rồi, đúng không? Chúng ta xây nốt những cái mặt tường còn lại để tạo thành vùng khép kín và lại tô màu, lan tỏa dần ra. Đấy, phương pháp làm của chúng ta nó sẽ là như thế. Và chính vì là không có cái tường bao nào chúng ta phải xây hoàn toàn 100% cả, cho nên là cái công tác xây của chúng ta nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian hơn, đúng không? Ví dụ đến đây, nếu mà chúng ta kiểm tra lại, nó có ở đây nó có một cái vấn đề nữa là nếu mà dao không kín hoặc là xử lý không tốt thì đôi khi là nó sẽ tô tràn ra ngoài. Thế thì các bạn cũng sẽ phải kiểm tra lại giúp tôi xem là những cái hình này nó có dao nhau đủ hay không. Đấy, chỗ nào dao không đủ thì chúng ta sẽ lại phải xử lý lại. Ví dụ đấy, sau khi mà bây giờ nó đã tô được rồi thì bây giờ chúng ta xử lý lại cái màu một tí. Thế còn tiếp tục ở đây nó lại giao nhau thì tôi lại vẽ tiếp một cái đường tương tự ở trong này, tôi lại chia nhỏ cái thằng này ra, tôi lại tô màu tiếp vào đây. Đây, ví dụ chỗ này chúng ta có đoạn giao nhau, đúng không ạ? Đấy, chúng ta vẽ một cái đường như thế này. Bây giờ tôi lại dùng cái thằng này, tôi đưa sang bên kia, lại đè tiếp vào cái phần chỗ này. Và chúng ta sẽ bằng cách đó, chúng ta sẽ xử lý tiếp màu mè còn lại. Đấy, thế thì các bạn thấy là cái cách vẽ, đấy, thấy không? Những cái hình này của tôi vẽ có hình nào mà các bạn thấy là vẽ phải quá hai cạnh không ạ? Rất ít khi, đúng không? Rất hiếm khi phải vẽ quá hai cạnh, trong khi một hình đa giác đơn giản nhất là chúng ta phải vẽ ba cạnh. Vậy thì ít nhất là tôi đã ăn bớt được một cạnh rồi. Nếu nói đến tứ giác thì ăn bớt hai cạnh, ngũ giác thì ăn bớt được ba cạnh. Thường thường là tôi sẽ thường mất từ một cho đến hai cạnh để tôi khép lại thôi. Thế thì như vậy là bằng cái cách là cứ dựa lưng vào nhau để xây thêm ra thì chúng ta thấy rằng là càng ngày chúng ta càng ít phải làm một cái gì đó nó hoàn thiện, mà cứ xây nối vào nhau. Đấy là lý do tại sao cái này nó giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề càng ngày càng nhanh. Thế thì tôi sẽ chuyển cái hình ảnh này lên trên nhóm, đúng không? Sau đó thì các bạn thử nghiệm thử một tí, cũng không, nếu mà nhanh thì các bạn có thể là xử lý toàn bộ, còn nếu không thì làm tạm thử một phần nào đó, một vài mặt thôi, để demo thử xem là cái cách làm nó như thế nào.
Nhưng cuối cùng về thì tôi muốn rằng là đến lúc mà các bạn có thời gian thì các bạn sẽ làm hoàn chỉnh một cái đấy. Bây giờ chỉ cần demo một đoạn thôi, một cái đoạn mặt giống như là tôi vừa làm thôi, để các bạn hình dung ra được cách xử lý như thế nào.